Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch xác định rõ nội dung công việc và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan đơn vị có liên quan, cùng với cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Kế hoạch công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh đề ra 7 nội dung chính như xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, quy phạm pháp luật, pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch được giao, đồng thời củng cố kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế của cơ quan đơn vị, đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.